Thấy nha. Đó, cần kiếm tôi tới đây. Nó sao nó sao hết rồi? Chạy vào hết. Cái đèn nâu quả nha. Ồ. Ơ nhìn nó gạt mất rồi sao ấy? Có hai team sao ấy? Hai team bên nhà. Đúng rồi, ơi nó cứu rồi nè. Ta kêu to thôi. Kêu ra lút đồ sao lại cứu nè. Ui có thằng nào bắn tôi. Ôi trời ơi. Ok. Nó bắt đầu ạ. Cho nó bắn tôi sao chết vậy ta? Bắn tôi sao chết. Bạn muốn sở hữu ảo Free Fire, ảo Liên Quân siêu gấp giá rẻ hoặc tham gia vòng quay siêu kim cương, đến với shop ih.net. Hả? Hôm nay có gì hot không ta? Muốn biết hôm nay có gì hot thì nhớ theo dõi fanpage AS Mobile và trang cá nhân của AS Mobile nha. Nhớ đó. Chiều. Ôi giời ơi, cờ đã cắm kín chỗ này rồi. Đó, biệt đội Saitama. Xin phép auto top 1. Auto top 1 nè. Biệt đội này xin phép auto top 1 nha. Lấy cái nhà máy điện luôn. Tôi chết hết rồi. Bây giờ nó bắn yếu Saitama nó. Yếu cái thằng mặc đồ màu vàng. Xong rồi xong cái thằng đầy máu ra. Ủa ra. Ủa ra bốn thằng màu vàng luôn. Đấy, đây ăn qua thun luôn. Ủa sao mình che ba lô rồi mà sao vẫn còn ba lô ta? Ở trên đầu mình có người kìa đúng không? Đâu? Thấp nó. Cái che ba lô rồi mà tí vào game nó che. À đu trên dù là nó thực ra nhá. Cái bộ này á nó nên làm một cái là cái áo choàng bay được lên trên á, không áo choàng bị đơ nó bị đâm. Bay mà, nó bay mà. Còn bị gì vậy? Nó bay mà. Nó bay thật chân á. Áo choàng bay thật chân á. Nhưng mà nhìn bay à, địch nó khó đoán vị trí lắm nha, phân tâm lắm nha. Ý là nó phải bay cao hơn nữa á. Nó bị bay kiểu thấp á, phải nhảy lên mới thấy bay cao á. Mang ba lô vô nó xuyên ba lô. Nó xuyên súng cái này, súng lòi ra lòi vô. Rồi xuyên, xuyên súng. Nhưng mà súng thì nó cố định rồi, không làm được gì đâu. Game này lắm. Ủa sao tôi có ba lô? Mà ẻo thiệt tình á. Ad chưa chia ba lô. Chia ba lô thất bại, từ vị trí của Ad Mobile. Làm sao bóc cái ba lô quăng đi chỗ khác vậy chà. Cái bộ này phát nhiên nó cắt được cái áo choàng thì ngon đẹp á. Không, bộ này chồng. Không mà. Bộ này có áo choàng mà, cắt đi áo choàng. Có được cái xong này này. Ê cô địch chỗ tôi nè, cô địch chỗ tôi nè. Đùa mãi đầu. Chết rồi đúng không? Chết rồi. Ồ thế chưa? Chả nghe thấy gì hết. Mà lộn kỹ năng rồi. Đấy. Biệt đội Saitama này đi săn người hơi bị đỉnh nè. Bolo đi lẻ kiếm highlight, kích mẹ Bolo đi. What? Saitama đi lẻ á. Kích con trồn đi. Bolo chết đi, dẫm hồi sinh như này. Bolo. Chạy lên lâu. Ghét cái mày Bolo, con kêu hôm bà Suna vô mà cứ Bolo. Có cái nói nhầm. Đâu, nói đúng tên mà, vết nhầm đâu. Đi theo vết xe đồ của Gil. Bên này có cái thanh katana này. Đâu? Để cho kiếm chấm nhau. Để cho cầm cái cây katana chạy cho đỡ cùn coi. Quá đỉnh. Đây, ok. Hai tam hai. Ok, chết rồi. Tai Koto, Sakoto. Má đúng rồi. Cầm cây katana vô chạy nhìn trong ngầu lòi phớt ra, cầm mấy cây kiếm chạy nhìn giống thằng đụt đó. Thề. Tính ra đợt này mọi người không chơi Ska ra, Ska được boost quá trời luôn á. Không ai bắn. Đầu. Tăng xuyên giáp, tăng tầm xa, tăng sát thương. Trời ơi. Bút quá trời luôn cùng thì bắn nó vẫn là đau đầu. Lắp trưởng thanh đầu mà xem bắn nó đau kinh khủng, bắn nhanh lắm. Tật như cái máy phát đẹp 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 đẹp. Ơ nhìn nó gạt mất rồi sao ấy? Có hai team sao ấy? Hai team bên nhà. Đúng rồi, ơi nó cứu rồi nè. Ta kêu to thôi. Kêu ra lút đồ sao lại cứu nè. Ui có thằng nào bắn tôi. Ôi trời ơi. Ok. Nó bắt đầu ạ. Cho nó bắn tôi sao chết vậy ta? Bắn tôi. Bắn tôi sao chết. Sù xì đá luôn. Gần tôi nè, gần tôi có người nè. Hai thằng luôn á. Lốc mà. Hát biu biu. Sky cho con mà. Cứ ngồi bắn thủ thủ đi, bắn phụ cho. Bắn được rồi kìa. Này. Nóc rồi nè. Má, ai KS vậy? Ai mà biết được. Phải cover để bảo KS rồi, cụ giác. Biết chưa? Chưa. Một thằng đúng không?
Ê, con người có người trên đầu cái tôi thằng quỷ, cái trên lầu, đầu trên tôi lầu. Nó cứu rồi, nãy tôi bắn nóc mà chưa thấy nó chết. Trên lầu nha. Trên đầu hết á. Ok, tôi đang lên. Chưa thấy chết. Cẩn thận nhá, cẩn thận nhá. Pha đê. Nó đâu cứu rồi, tôi bắn nó nóc bò chưa đấy mà nãy tôi. Trên này nè. Nóc. Nóc 2. Về. Bắn hả mày? Ê quá. Tao lút đồ kìa đâu. Lút đồ gì tầm này? Súng kia nó cùi okay, để anh lút hết rồi. Ok kìa. Anh kêu em xuống. Thế thôi khỏi cứu được rồi, để anh cứu. À, cái việc rồi này đỉnh quá. Siteme. Tên tôi là ao trình rồi để gặp tôi bán được một cân hành. Ghê. Có sắp một cuối nha mọi người. Hơi đông nhá. Nó chạy về hướng này. Đội nó ở đâu ta? Chắc ở chỗ ô sinh ạ. Máy ô sinh. Đây là lên đồi này. À, nhà hồi sinh còn một. Ok. Chưa thấy nhỉ. Chứ cổ điện có luôn, cổ điện đang bắn ai á. Cổ điện có người nhá. Ở trên, cục điện ở trên. Người này. Lên đâu, đấy là cổ điện không. Nhưng mà bên trong nhà hồi sinh có người luôn, giết trong nhà hồi sinh đã bộ luôn. Để nhà hồi sinh bắn đâu này. Thằng cổ điện gần chết kìa. Ôi xa. Yếu rồi, bắt đầu rồi. Ui. Đâu. Đuổi luôn. Đâu rồi. Hay. Đi này, lên đồi luôn nè, lên đồi nè, sói có keo chưa? Keo này, sói. 21 có keo này, thấy không? Rồi. Lên, thêm này. Thank you. Thêm này mà đi sang bằng cả thế giới. Thế địch thì từ bắn nhá mọi người. Rủ nhau bắn nó đủ ra. Trong nhà. Nó chạy vào nhà rồi. Ôi mày bắn hàng có người nhá, mày bắn hàng dưới này. Ôi trong nhà tôi nè. Chết thằng trong nhà. Ê, còn thằng sau nhà. Cú đá rồi. Cú đá cho chấm đỏ. Ok đá, thấy nha. Ơi có thằng xa đó nha. Rồi chết. Thằng xa chỗ nào? Xa đây nè. Đẩy không mọi người? Đấy không? Thế đi. Yêu keo đó hả? Ừ, keo đỏ. Đấy nó chạy keo, chạy keo. Nó chạy luôn á. Yếu rồi. Đu keo luôn. Cái M14 này hơi to, hơi ồ. Rồi cho nó bộ nó chắc dưới đồi ấy nha. Mày bắn hàng trong bao có người nhá. Ờ, thì mày bắn hàng mọi người, con bắn hàng luôn này, hồi sinh này. Đi xuống dừng đi. Đi luôn này. Ê, gần luôn, keo này. Keo đỏ nè. Okay. Bắn cái polo. Nó rồi. Hay. Dưới luôn nha, xong xuống luôn, đẩy xuống luôn nha. Vừa bắn vừa đẩy xuống nha. Ô tô xe. Rồi, nóc. Nóc này. Hay, đẩy luôn. Đến dưới kìa. Hay quá. Xuống luôn, polo. Này nó đang bắn nhau. Xuống luôn polo. Ôi hai đứa đang bắn nhau luôn á. Đến lò rồi. Ờ rồi, zombie này bắn nhau này. Hai tiếng khác nhau nó zombie này. Xuống luôn. Clear là hết team luôn á. Nhà lời. Nó cứu được nha. Ok, cứu được. Nhà lời trống nha, không có nha. Hai ông cuối bình. À đây lờ nhà lờ này. Nhà lờ có người. Dưới nhà lờ luôn. Dưới nhà lờ. Bên trong nhà kìa, nó vừa lên lầu kìa. Lên lầu. Trên đầu, trên. Nó nhảy xuống. Sói. Nóc trên rồi hả? Nó chết rồi. Nó cứu rồi. Nó cứu trên. Trên đầu mía. Trên đây à? Trong mới xuống á. Ngay polo kìa. Ok, lỗi thế. Vãi, lỗi kêu nè. Gạt tao không mày, sao mà mày gạt được. Lia. Hay, quyết. Được. Mày gạt được. Trời ơi. À, đỉnh vai. Kinh quá. Đi khóc thét. Sao Sky bắn lên chiếc đầu. Má, kêu đầu.